Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 23 tháng 10 của Đài truyền kết thật số VTC. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại và bắt đầu tác động đến thời tiết của khu vực Bắc Bộ. Trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và rông ở khá nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn rông, đề phòng khả năng cao xảy ra lốc xét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Dự báo tình trạng mưa rông sẽ kéo dài cho đến hết ngày 25 tháng 10. Với sự ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến cho nhiệt độ ngày và đêm trên khu vực giảm xuống. Từ đêm 24 tháng 10, vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ trời lạnh, còn các tỉnh vùng núi thì trời chuyển rét. Sang đến thời điểm ngày 26 tháng 10, mưa sẽ có xu hướng giảm dần trên khu vực. Ban ngày có lúc giảm mây, trời hứng nắng trở lại. Song nhiệt độ ngày đêm vẫn duy trì ổn định trong khoảng từ 19 cho đến 30 độ. Vùng núi có nơi xuống dưới 19 độ, lui xuống một chút về phía nam tại khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ trong ngày 24 tháng 10. Do tác động phần nào của không khí lạnh nên thời tiết cũng chuyển nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ thì thời tiết vẫn khá tốt, chủ yếu chỉ có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối và đêm. Ban ngày trời vẫn còn nắng, mức nhiệt trong ngày không tăng quá 33 độ nên thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra. Tuy nhiên, sang đến ngày 25 và 26 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh khoách tán sâu hơn về phía Nam, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn, cho nên thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên sẽ chuyển nhiều mây và có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông diễn ra nhiều trong hai ngày này. Còn tại khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, trời sẽ ít mưa hơn, có mưa rào và rông rải rác tập trung vào lúc chiều tối, còn ban ngày thì nắng diễn ra gián đoạn. Trong 3 ngày tới, ở khu vực vùng cao Tây Nguyên, mưa sẽ xuất hiện không nhiều. Về chiều tối và đêm, đôi lúc chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi với lượng mưa nhỏ. Thời gian mưa cũng kết thúc nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời. Ban ngày trời có nắng trải đều khắp nơi với cường độ nắng không quá mạnh, tiết trời dễ chịu, còn về đêm và sáng thì trời lạnh. Không mấy khác biệt so với các tỉnh khác ở Tây Nguyên, thời tiết tại Con Tum trong những ngày tới cũng tương đối tạnh giáo. Ban ngày trời nắng, mưa rào và rông tuy đôi lúc vẫn xuất hiện nhưng chủ yếu tập trung vào buổi chiều nên không mấy ảnh hưởng đến lịch trình du lịch của quý vị. Thuộc huyện Con Plong nằm trong khu du lịch sinh thái Măng Đen, thác Pa Sĩ mang trong mình nhiều tuyệt cảnh thiên nhiên và là niềm tự hào của tỉnh Con Tum. Hành trình khám phá thác Pa Sĩ sẽ đưa quý vị đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác xuyên qua một chặng đường toàn những hàng thông xanh vút huyền bí dợp bóng hai bên tiếp đến là khu rừng nguyên sinh choáng ngợp và vườn tượng gỗ với hàng trăm tác phẩm bằng gỗ độc đáo mang âm hưởng của những đồng bào dân tộc nơi đây vùng đất bảy hồ ba thác dần hiện ra trước mắt quý vị trong dáng vẻ oai hùng và tráng lệ cùng với đó ngôi làng con tu rằng lưu giữ bản sắc văn hóa của người mơ âm cũng là một điểm nhấn của khu du lịch vào đến Nam Bộ, trong những ngày tới, mưa rào và rông vẫn duy trì, với thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối. Diện mưa chỉ chiếm khoảng 30-40% đến diện tích khu vực. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn rông vẫn cần đề phòng nguy cơ lốc xét và gió giật mạnh có thể xảy ra. Ban đêm trời giảm mưa, chủ yếu chỉ có mưa vài nơi. Ban ngày trời nắng ít mưa, cường độ nắng mạnh hơn về trưa chiều, mang lại tiết trời có phần oi bức hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày có nơi đạt trên 34 độ, cho nên du khách khi đến đây thì đừng quên trang bị các vật dụng chống nắng khi hoạt động ở ngoài trời, nhất là vào trưa chiều. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo hơn cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại.